Chẳng được cái gì đâu chứ. Có đi đánh bài không? Hiểu không? Nhất gọi là bằng lời, thứ hai là bằng được tình cảm để mình lấy tiền, mình làm mình lấy tiền. Còn con được chủ để cho mẹ ông bắt được. À, con về. Kiểu tiền ra cái thẻ về. Nếu mà muốn càng bắt, tài chụp hình rồi. Con là chủ này, chụp hình, đơn giản con chụp không có cần ngồi đó chủ lần, chủ ngồi đó con chạy từng test đó lần ba lần rồi. Con thấy ba lần rồi, không có thể nói con thấy ba lần rồi. Con nhắc nhở chủ hai lần, lần đầu tiên con chỉ có nhắc nhở tập trung. Hai lần con gặp riêng chú con nói hôm nay cùng vậy con là chú con bắt được mẹ ông sẽ bắt được mà mẹ ông bắt được là cái tiền con đi về để nộp tiền của mình thế là con nói chung chú thì em chú con với chú cũng giống nhau thôi muốn đi làm thôi thế con là chú này chú thì người ta đi bài chú đấy nhá bọn mẹ thức bài đi lúc nào lại bé không vấn đề còn trong giờ làm người ta đánh nhắc chú ngồi chú đấy là lại sai nếu chú là con cũng sai tại vì mình là nhân viên. Mình phải yêu cầu lại cái công nhân. Mình có quyền yêu cầu là nhận sao. Nhận sao bắt buộc mọi người nghe. Tại vì mình nhân viên. Còn mình làm của mình sai rồi. Mà mẹ ông bắt được là sẽ như thế này. Nhưng sao mình là nhân viên mình phải yêu cầu trước. Thì mình nhận được người ta. Mình không yêu cầu người ta. Mình thừa cho người ta. Mà mình làm không được. Giờ nghỉ giờ nó chơi vậy. Nói nó không được thôi. Giờ nghỉ cũng không được. Tại vì sao? Khu quyền thông tin này mình được ngồi đây làm ăn, làm, nghỉ cũng được. Ngoài ra không làm được gì. Đánh bài, quân lồn, bia rượu, quầy xạ, hò hẹn tuyệt đối không. Tuyệt đối không. Đó là mình đi làm. Còn nếu như mà nó có đánh, nó trốn đâu? Trốn cách camera. Không phải ai bắt được, không sao. Nhưng mà trong giờ làm tập trung đánh bài, bắt được cũng đi về. Tại vì đang trong khu vực của công ty. Đó ai làm cái gì? Thế con với con nói chú con thấy chú mấy lần nhưng mà con đã nhắc nhở chú rồi lần cuối cùng con nhắc nhở con không bao giờ con nói trên tại vì sao con và chú cùng đi làm giống nhau thôi con không muốn nói tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới đứng lương của chú cũng ảnh hưởng cái nhân cách của con không có thích thì con không thích con thì con thẳng bắt đầu con nói đó nói xong con thôi chứ con sẽ không trả lời được công vụ con sẽ nói với ông Việt thì ông Việt yêu cầu là chú tại vì Việt Nam nếu giờ chú bị bắt ông Việt ảnh hưởng con cũng sẽ ảnh hưởng nhân sự cũng ảnh hưởng tại một con đi qua đây nhiều lần tại sao thấy con không yêu cầu đó mình khi chủ đổi việc chủ sẽ không có tiền chủ sẽ không có tiền thì con bắt được không sao mấy người nhân sự bắt được người ta cũng sẽ nhắc nhở mình đến nếu ông bắt được chủ sẽ đi về bây giờ ai chơi bắt được rồi giờ con hỏi chú là chú có chơi không không có chơi rồi chú có thấy được chưa thì đi gặp nó la nó nghĩ không nghĩ thôi chứ giờ sao giờ chủ này không chơi con bắt được tần tay bây giờ chơi. Nhau đó, là chú nói như vậy chú không bắt được con thấy tần tay chú đánh bài chú là người gom bài chú là người cầm tiền con thấy ba lần mà chú nói với con như vậy mà được chỉ con có một thằng ăn cỡ là có một kỳ ngọt lúc này mà con cũng thấy nữa đấy nghĩ không có chơi đấy rồi để đặt con quay camera cho xem bây giờ la nó thì la vậy thôi chứ giờ làm la cái gì con là chú la cái gì chú đứng qua chú đánh bài con chưa khi nào thấy chú la con thấy ba lần con mới nói chứ giờ làm khó quá gì như bạn dạy giờ nó không con khuyên chủ không nghe chủ đi vào đi để khi chủ đi về hay không còn lỡ là từ chủ suy nghĩ lại thế con thì chủ con nói chuyện với chủ thôi để chủ suy nghĩ lại nhất chủ đánh như vậy chủ có tiền hay không chủ mất tiền hay chủ được tiền nghe có lợi gì hay không hay là có ảnh hưởng đến kinh tế đình chủ hay không cái thứ nhất cái thứ hai thì khi chủ bị đổi việc ảnh hưởng đến kinh tế của ai là của chủ không phải của con chỉ còn là ở chủ cũng giống như con thôi chủ đi làm để hỗ trợ để giúp đỡ gia đình thôi chứ không phải là mình đi làm để tiền làm gì bây giờ con nói để chủ dư cho nên tiền của chủ tốt cho bản thân chủ không phải tốt cho con nói con cùng thì con cũng mệt con cũng mất lòng chứ đâu phải con nói là được lòng đâu nên chủ suy nghĩ lại đó là con nói để chủ suy nghĩ lại còn chủ không suy nghĩ lại chủ vẫn làm theo cái thái độ của chủ đó vấn đề chủ chịu cần chủ cùng con thề là chủ con nói chuyện với chủ con là con dám thề con làm được còn bây giờ con này chủ có làm gì hay chủ có chơi con nói cho con nói được con chỉ nói một lần thì con nói được chủ được mà sau này chú có lời mấy mẹ ông bắt được chủ đi về con không nói thì con nói không với con là tại vì con nói để tốt cho chú cho bản thân con khi mà tiền phát sinh ra con thì hết được rồi.
con thấy tình hình mà chú làm việc vậy là không không ok gì đó. Kéo giờ mình làm nó chơi nhưng lại la nó nè, giờ giờ chú đừng có nói vậy nữa. Thứ nhất chú có chơi với chung với người ta thì làm sao chú phải nói người ta không lần hay là mấy lần cũng vậy. Là nghĩ tới giờ nó chơi đâu. Mày có nói nè, cái công việc của chú là cái gì? Bảo vệ khuyên người ăn cơm thì sửa. Ở người ta trong khi đó là chú lại chơi chung với người ta. Rồi không có chuyện gì thì ai chịu được. Trong khi cái thời gian làm việc của người ta, chú cũng là trong thời gian làm việc chú đi bắt người ta, chú đi chơi chung với người ta. Rồi chú nói ai nghe. Cái đó là chú sai, trước mắt là chú đã sai rồi đó. Còn chú nói là mấy người kia sai. Và cái quy trình mà khi mà bắt được cái người uống bài như thế nào, rồi bên bữa vậy chú có nói không, có quy trình như thế nào không? Tại ở đây là xưởng mới, chưa có quản lý chặt chẽ, mà không phải là mình biết như vậy rồi mới bắt đầu, rồi không có ai coi là mình bắt đầu làm cho nó tới luôn. Thì cái này là con mới chỉ báo cho bên chú Nghĩa gì đó, chú gì bên bảo vệ đó. Thì chú đó sẽ nhắc lại chú mà cái nào đi ăn xong rồi. Nhưng mà đã không có làm sao đúng không chú? Dạ, chú có là chú đi vào chú nhìn còn mấy cái ra. Rồi, được rồi. Rồi, chú vào đằng này đi.